Làm như bọn tôi là đi vào rừng khám phá mà không có đồ bảo hộ nhá. Đấy. Nên là bọn tôi thì quen rồi nên là đi vào trong rừng khám phá được. Đấy, chúng ta bắt đầu vào khu rừng nhá. Đấy, vào khu rừng này, anh em xem có những gốc cây to hàng vạn mét anh em ạ. Cao ngất trời. Đấy, rất nhiều cây cây to. Rất nhiều cây to trong khu rừng nha anh em. Đấy, đây giới thiệu đây anh em, cây keo, lá keo nhá. Rất chi là rậm rạp. Đấy, anh em có thể quan sát những gốc cây cổ thụ và những gốc cây đang lớn. Cây này mà